và làm mềm da. Dạ hương được nghiên cứu cẩn thận bởi các dược sĩ chuyên ngành bào chế với sự tham vấn của các bác sĩ chuyên ngành phụ sản. Theo kết quả thăm dò ý kiến 783.000 người của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2009, thì dạ hương được đánh giá là sản phẩm được tin dùng hàng đầu trong dòng sản phẩm vệ sinh phụ nữ. Còn theo một nghiên cứu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2008, dạ hương được hơn 98% bác sĩ và người dùng hài lòng. Dạ hương có vai trò tích cực trong hỗ trợ điều trị viêm nhiễm phụ khoa, giúp giảm thiểu các tác nhân gây bệnh và không ảnh hưởng đến pH vùng kín. Dạ hương được sản xuất trong nhà máy hiện đại đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt cGMP và được giám sát chất lượng chặt chẽ bởi các nhân viên giàu kinh nghiệm. Không chỉ dừng ở đó, dạ hương luôn được nghiên cứu đổi mới và nâng cao chất lượng để đáp ứng hơn nữa thị hiếu của người tiêu dùng. Cuối năm 2010, dạ hương đã chính thức sử dụng công nghệ ép nhãn mới cho bao bì. Nhãn của dạ hương sẽ được dán trên vỏ nhựa bằng công nghệ ép nhiệt. Đây là công nghệ tiên tiến lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam, giúp nhãn được dán chính xác, không bị bong chóc và khó làm nhái, làm giả. Nhờ có chất lượng tốt, bao bì hiện đại tiện dụng, dạ hương không chỉ là sản phẩm vệ sinh phụ nữ bán chạy hàng đầu tại Việt Nam, mà còn được xuất khẩu sang các nước trong khu vực, cạnh tranh thành công với sản phẩm đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Dung dịch vệ sinh phụ nữ dạ hương, sản phẩm an toàn giúp phụ nữ luôn khỏe mạnh, tự tin và hấp dẫn để tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ hương có bán tại các nhà thuốc siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm trên toàn quốc.